Ăn rồi thì mình có việc nhờ đây. Ăn đi mà đừng có ngại. Thật ra không phải mình nhờ cậu giúp mình đâu, mà chính là giúp trai cô dễ thương của mình đó. Cậu nói là trai cô hả? Đúng rồi đó, chuyện là như vậy. Trai cô em của mình có gửi thư qua lại với một người bạn ở xa. Đó là một thằng nhóc bọn anh tên là George. Có phải là trai cô hay cậu nói vậy là sao chứ? Giờ thằng nhóc George đó, nghe nói sắp sửa đến Nhật chơi rồi. Khi đó chắc chắn nó sẽ đến nhà của mình để gặp trai cô. Chuyện đó không phải tốt quá rồi hay sao? Tốt cái quá vậy. Trai cô, hôm nay em cùng học tiếng Anh chung với anh được không? This is a pen and I am a boy. Thấy anh giỏi không? Hả? Trai cô à, em bị sao vậy hả? Anh nhìn cái này đi. Chụp nhà rớt đó, còn có cả cúng cưng nữa. Nếu bây giờ mình mà dẫn rớt đến nhà chơi thì tới nào cậu ấy cũng cười em. Sao chứ? Được rồi, em cứ yên tâm để chuyện đó anh lo. Chuyện là như vậy đó các cậu. Mình là anh trai, không lẽ nào để trái tim thiếu nữ của em gái mình bị tổn thương. Cho nên Doraemon, đây là nguyện vọng cả đời của mình. Cậu giúp mình đi. Lúc nãy cậu đã ăn bánh của mình mang tới rồi mà. Chính xác là phải nói cậu đã ăn cái bánh của mình đã bỏ công sức vất vả mới mua được. Giờ này chắc là trai cô đã ra sân bay để đón trót rồi đó. Mình cũng phải về nhà đặng còn dọn dẹp chuẩn bị đón khách nữa. Các cậu nghĩ cách giúp mình đi. Nhanh lên. Nghe đây, giả sử lần này mà hai cậu dám để cho trái tim thiếu nữ của trai cô bị tổn thương, mình sẽ không tha cho các cậu. Làm cách nào đây Doraemon? Đáng lẽ là mình không nên ăn cái bánh đó. Phải làm sao đây? Không có cách nào khác, giờ anh đành phải mặc đồ thường để đi dự vậy. Em xin lỗi anh. Mẹ ơi, bộ có chuyện gì hả mẹ? Chuyện là như vậy, thật ra bộ đồ mặc đi đám cưới của ba con mẹ đem đi giặt ủi rồi, nhưng mà tới giờ họ vẫn chưa xong. Nếu như mẹ đem đồ đi giặt sớm hơn một chút là được rồi. Thôi, không sao đâu em à. Doraemon, bộ cậu không có bảo bối nào sao? Đây rồi, đèn pin lộng lẫy. Ba ơi, để con giúp ba có một bộ đồ thật đẹp đi đám cưới nha. Ồ, bảnh quá đi, quá đúng ý luôn, em thấy nhìn sao? Nhìn anh bảnh lắm ông xã à. Đúng rồi ha, mình có thể dùng cái đèn pin này để giúp cho trai anh. Đúng rồi ha. Tuy nhiên, phải chi mình có cách nào đó để không xài đến cái đèn pin này thì vẫn tốt hơn chứ, đúng không? Đúng là như vậy sẽ tốt hơn, nhưng mà không có cách nào khác. Nếu không nhanh nhanh đi ngay, cha anh sẽ nổi giận đó. Đi thôi. Shizuka ơi! À, chào Nobita, chào Doraemon. Shizuka ơi, cậu đang đi đâu đó? Mình tính ra thư viện một chút, còn hai cậu định đi đâu vậy? Mình đi tới nhà của cha anh đó. Dù thật lòng là mình không thích tới đó cho lắm. Nói vậy cô ấy nghe được thì tiêu đó. Búp bê, cái này là búp bê. Doraemon, cậu mau dùng đèn pin lộng lẫy đi. Shizuka ơi. Cậu làm gì có búp bê của mình vậy? Mau trả nó về bình thường ngay lập tức. Cậu thiệt là phiền. Mình xin lỗi. Không sao đâu, cậu đợi một lúc là nó trở lại bình thường à. Shizuka, cho mình xin lỗi nha. Cậu đừng có xài bảo bối của mình tùy tiện nữa có được không? Tại vì mình cứ nghĩ làm như vậy thì Shizuka sẽ vui hơn. Nhưng mà đâu phải cái gì cũng có thể làm cho nó lộng lẫy được chứ. Cậu đúng là ẩu quá. Thôi chết, mình quên cảnh báo với ba về chuyện này rồi. Xin chào, hai cậu vẫn khỏe chứ Doraemon, Nobita? Quả như là ngầu thiệt. Nè nè, chắc là hai cậu không biết được đâu. Để mình giới thiệu về em siêu xe lộng lẫy sang trọng này cho mà nghe nha. Đây là siêu xe mới nhất, em nói phải không anh Sinê Kichi? Đúng vậy, chắc mấy đứa không biết nữa. Anh nói cho mà mở mang tầm mắt cái thiên hạ nè. Cái xe hơi này á, toàn thế giới chỉ có 3 chiếc thôi đó. Thôi bây giờ anh em mình đi dạo một vòng đây. Đáng tiếc quá đi, cái xe mới này chỉ chở được có 2 người thôi, nên không thể chở mấy đứa đi chung. Bye bye, hẹn gặp lần sau em. Chiêu thử đèn pin lộng lẫy vô cái xe đi nha. Quả nhiên xe
đời mới có khác, nước em dễ sợ luôn á. Đúng là lộng lẫy hết chỗ chê. Thằng bé trai An thiệt tình, không ngờ nó biết nói. Con trong tiệm cho mẹ đi xem phim hay đi chơi chút cho khuây khỏa rồi về. Còn tôi ngoan quá đi. Mình đi nhanh thôi. Là đèn pin lộng lẫy sao? Quả nhiên là Doraemon mà. Được rồi, mình sẽ dùng cái đèn pin này trang hoàng nhà cửa thật hoành tráng lộng lẫy. Chắc chắn là cha cô sẽ mừng lắm cho coi. Dặn ở mức cao nhất. Kéo trên lầu luôn. Thấy tác phẩm mình lộng lẫy chưa hả mấy cậu? Cuối cùng thì nhà của mình cũng đã hoành tráng. Ủa? Mình cũng sẽ làm cho con mơ cơ này lộng lẫy hơn. Mày thật là lộng lẫy đó mơ cơ à. Cha cô à, cậu biết không, mình đã cực kỳ hào hứng trong chờ chuyến đi Nhật Bản lần này đó. Mình đã nghe bà kể rất nhiều về đất nước Nhật Bản. Nhà kiểu Nhật có chiếu tatami, cửa trượt giấy soji, tấm chắn Fushima. Nước Nhật có nền văn hóa tuyệt vời. Đây là nhà của mình thiệt đó hả trời? Nhà của cha cô đúng là nhìn sang trọng lộng lẫy quá đi. Lộng lẫy sao? Anh hai ơi, sao anh lại ăn mặc kỳ quá vậy? Người bạn Anh Quốc cùng vậy chứ em là ai vậy hả? Dạ đây là người bạn qua thư của em, tên là George đó. Hello, my name is Takeshi Chayan, nice to meet you. Chào anh, em tên là George, rất vui được gặp anh. Ủa, cái gì nó được tiếng Nhật luôn hả? Anh hai của bạn cha cô ơi, cửa hàng của mình bán đồ gì vậy anh? Cái đó là shop của anh. Nói sao ta, chắc là cửa tiệm tạp hóa đó. Chắc anh hai đã đi nhờ Doraemon giúp rồi. Ảnh gì mình nó mới cất công như vậy. Còn cái này được gọi là cái ấm nước. Còn cái này là cái bàn chải kiểu Nhật, dùng để trà rửa. Còn có cả bột giặt, xà bông cục, nhiều thứ lắm. Ngoài ra còn có cả cúng cưng là bé mơ cơ. Nè, vô trong đi, please, please. Trai cô, dẫn bạn lên tham quan phòng của em đây. Dạ. Như vậy là mọi chuyện suôn sẻ rồi ha. Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Đây có phải là phòng của mình không vậy nè? Trai cô ơi, căn phòng tuyệt quá à. Ấn tượng của mình về nước Nhật thay đổi hoàn toàn rồi đó. Kiểu nhà cửa với lại phòng ốc như vậy thì... Không, nhà của mình bình thường không có giống vậy đâu. Bà của mình nhìn thấy chắc là ngạc nhiên lắm đây. Kể cả ở Anh cũng không có được căn phòng giống như vậy. Nè, làm nó lộng lẫy cho mình đây. Nó lộng lẫy. Trai cô, anh em trà với bánh ngọt lên nè. Cảm ơn anh nha. Nè, mời hai đứa cùng ăn nha. Dạ. Please baby. Em cảm ơn anh. Trai cô, chắc là ở nhà bạn lúc nào cũng có bánh gato như vậy hả? Bà mình kể là ở Nhật có món ăn Jokan, Senbe, Dango. Bà nói mình nhất định phải ăn thử đó. Nhưng hôm nay thì vì sót tới nhà chơi cho nên mình đã chuẩn bị bánh gato đó. Hang, phải không anh hai? Yes. Dạ, vậy mình ăn bánh nha. Ngon quá à. Trời ơi, tại sao vậy nè? Mọi thứ đã trở lại như cũ rồi kìa. Tại hết thời gian nên nó trở lại như cũ chứ bộ. Tao chết rồi. Vậy thì mau lấy đèn pin cho mình mượn đi. Không thì cậu ta phát hiện ra mất. Đồ đây. Chắc là nó sắp hết pin rồi đó. Ngon quá à. Trai cô nè, hãy dẫn bạn ra giường đi dạo đi em. Dạ. Tại sao đúng lúc quan trọng như vậy mà lại bị lộ rồi? Anh hai ơi, thôi được rồi, mình có sao thì cứ để nguyên như vậy. Trai cô à, đúng là kỳ lạ quá đi, tại sao phòng ốc lại thay đổi thành như vậy? Xin lỗi em, anh sai rồi, chính anh đã lừa dối em. Người sai chính là anh mới phải. Chính anh đã cho cậu ấy mượn bảo bối này đó. Mặc dù anh cũng biết việc này là sai nhưng mà... là một con tròn kìa. Được gặp rồi, vui quá đi. Đúng y chang như lời bà mình kể. Đúng là tròn của Nhật biết biến hóa mê hoặc con người. Nè, anh không phải là con tròn đâu. Thôi, bình tĩnh lại đi mà, đâu ra em mà. Nè, trời cô, anh xin lỗi đã gây ra chuyện như vậy cho em. Không lúc sao đâu, em thấy rất vui vì tấm lòng của anh hai dành cho em đó. Đúng không vậy? Anh hai. Để nói tiếng Anh cho nghe. I am cat type robot. Anh là robot thiệt hả? Xin lỗi đã làm phiền các cậu nhiều nha. Bé trai cô cuối cùng cũng đã gặp được chó nên chắc cũng vui lắm rồi. Cậu bé đó cũng bị bảo bối này làm bất ngờ một phen ha. Cậu cho mình mượn nó một chút nha. Được.
gì vậy nè? Chói mắt quá trời. Kỳ cục vậy, nhìn thấy mặt người ta rồi chạy biến vậy là sao chứ? Đẹp nhất từ trước tới giờ luôn. Nobita, cậu giỏi thiệt á. Phải công nhận là nhìn đẹp quá trời. Chứ còn cái gì nữa. Ước gì mô hình này có thật để tụi mình du hành vũ trụ hả Doraemon. Mình cùng đi thăm thật nhiều gì sao xa xôi, được kết bạn với thật nhiều người ngoài hành tinh ở ngoài kia. Ước gì mình có thể dẫn Shizuka đi cùng. Vậy thì tuyệt vời biết bao. Tưởng gì, chuyện đó dễ ợt à. Hả? Mình có thể đi được thiệt sao? Tuyệt quá à. Nhưng mà còn Shizuka thì sao? Cũng được luôn. Tuyệt vời. Quang hô, quang hô, quang hô. Bộ dụng cụ chế tạo phi thuyền thủ công. Đây là bộ dụng cụ chế tạo phi thuyền thủ công hả? À đúng rồi. Coi nhỏ vậy thôi nhưng mà đây là mô hình có cùng kích cỡ với nguyên mẫu tên lửa thế kỷ 22 luôn á nha. Mô hình này cũng có trang bị luôn cả hệ thống điều hướng và có cả thiết bị truyền thông nữa đó. Nói cho chính xác, nó chính là một tên lửa thứ thiệt luôn. Khi lắp cái này vào tên lửa mà Nobita đã chế tạo ra thì tha hồ thám hiểm vũ trụ. Hay thiệt đó nha Nobita. Được rồi, mình mau cùng làm. Bước này nè, cuối cùng cũng xong rồi. Tiếp theo là đèn pin phóng to. Cái tên Nobita này, mình đã rủ cậu ta đi chơi cùng mà cũng không thèm tới nữa. Bực mình thiệt luôn á, chắc là ngủ nữa chứ gì. Cậu sao vậy Suneo, đang nói vũ trụ mà ngưng vậy. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Được rồi, các cậu mau lên đi nè. Được rồi, mình lên liền nè, chờ chút nha. Nè, Nobita. Trò này coi bộ thú vị nha. Cậu cho tụi này lên đó chơi chung với cậu luôn nha. Mình cảm thấy hồi hộp quá à. Mà đúng thiệt là do Nobita làm hả? Nobita, mau khởi động nhanh lên. Nào, chuẩn bị xuất phát thôi. Thôi nhất mình biết rồi mà. Nhưng mà cái tên lửa này điều khiển như thế nào vậy ta? Cậu không biết điều khiển sao? Sao vậy? Cần điều khiển theo ý muốn. Nè, cậu nắm lấy cái cần này, sau đó cứ ra lệnh qua micro thì tên lửa sẽ hoạt động theo ý của cậu. Làm đi. Cảm ơn cậu nhiều nha Doraemon. Được rồi, bay lên nào. Tên lửa. Mấy cậu ơi, trái đất của tụi mình đẹp ghê ha. Đẹp thiệt ha. Đúng là đẹp tuyệt vời. Nè Doraemon ơi, tụi mình thử đáp xuống hành tinh nào đó nha. Cũng được đó, bây giờ tụi mình đang thám hiểm vũ trụ mà. Tuyệt quá à. Nè Nobita, cậu hãy tìm cho kỹ rồi chọn đáp xuống hành tinh nào mà có người ngoài hành tinh đang sống đó nha. Vậy thì mình thử tìm bằng hệ thống điều hướng đi. Vì ở gần đây hình như là không có người ngoài hành tinh sống, cho nên mình phải kiểm tra lại một lần nữa mới được. Nhưng mà mình không muốn gặp người ngoài hành tinh đáng sợ đâu á nha. Cậu thử tìm chỗ nào có người ngoài hành tinh mà dễ thương như mình vậy. Nhìn y chang Nobita đó hả? Là người hành tinh mít ước đó hả? Cũng thú vị lắm đó chứ. Hay đi tìm một nơi có người ngoài hành tinh mít ước giống như cậu có được không Nobita? Người ngoài hành tinh kiểu đó làm sao có trên đời được chứ. Có rồi nè. Hả? Có thiệt hả? Tuyệt quá. Máy đã phát hiện ra tinh dân M14, cho nên để đến đó chúng ta phải đi với tốc độ cực nhanh. Thắt dây an toàn vô đi. À đến nơi rồi nè mọi người. Theo dữ liệu phân tích của máy thì hành tinh chúng ta sắp đến có nước và không khí. Có thể nói hành tinh này y chang trái đất mình thời cổ đại. Thời cổ đại? Vậy có nghĩa là đang ở thời kỳ có khủng long luôn đúng không? Phải, nói không chừng cũng sẽ có đó. Vậy chắc ở đây cũng có sinh vật giống như khủng long đúng không? Mình nghĩ chắc là vậy. Vậy tụi mình xuống đó đây. Bay lên nhanh lên đi. Nè tên lửa, bay lên đi. Nguy hiểm thiệt đó ha. Nhìn cái mặt của nó giống Nobita thiệt nhưng mà lại hung tợn quá à. Cái mặt của mình cái gì chứ, không có liên quan gì đâu nha. Ở đằng kia đâu có gì đâu. Đẹp quá kìa. Hả? Wow, màu xanh kìa, đẹp ghê. Nhìn thử đi, có vẻ như nó trong suốt vậy đó. Hình như có sinh vật sống ở đó.
không khí, nhiệt độ cũng giống như trái đất luôn. Nhưng mà... Nhưng mà sao hả? Nơi này hoàn toàn không có đất liền đó. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là cả hành tinh bị bao bọc bởi hơi nước, tạo thành một bong bóng nước khổng lồ như các cậu đang thấy. Là hành tinh bong bóng nước hả? Chính vì vậy mà tụi mình thấy trong suốt đúng không? Hành tinh này có vẻ rất thú vị. Tụi mình xuống thám hiểm nha. Được đó. À, nhìn cá voi kìa. Đúng rồi, cá voi với cái đầu con dâu. Dễ thương thiệt, cái con này trông thú vị ghê luôn. Nè mấy cậu, biển ở đây trong xanh đẹp quá nè. Sao tụi mình không xuống nó bơi cho mát ha? Ý kiến hay đó. Đúng rồi, Doraemon, cậu có bảo bối nào để lặn biển được không vậy? Sao chứ, để mình coi thử. À đúng rồi, mình có cái này. Đồ lặn mỹ nhân ngư. Thành người cá thiệt vậy ha. Đồ lặn mỹ nhân ngư này không chỉ giúp các cậu bơi được mà còn giúp các cậu hít thở và trò chuyện với nước được luôn á. Còn bộ của mình là đồ lặn bạch tuộc. Bộ đồ này đúng là hợp với cậu thiệt. Tụi mình mau đi thôi Nobita, nhảy nào. Mấy cậu ơi, tụi mình lặn đua nha. Được á, tụi mình chơi đi. Nobita, cậu ổn chứ? Mặc dù mình không biết bơi nhưng nhờ có bộ đồ lặn mỹ nhân ngư này mình không còn sợ chút nào hết. Cái con đó là con gì vậy? Thì ra là bạch tuộc khổng lồ. Không phải đâu, đó là một chiếc tàu ngầm đó. Cứu mình với. Khoan đã, con bạch tuộc kìa. Tụi mình mau trở về tên lửa đi, rồi đuổi theo tàu ngầm đó, nhanh lên. Cậu nói đúng đó. Bản doanh của nó lớn quá. Mình thử phóng to màn hình lên để coi sao. Hả? Tàu ngầm bạch tuộc đi vào trong đó rồi kìa. Vậy tụi mình thử xâm nhập vào chỗ đó coi sao nha. Bây giờ hãy xâm nhập vào con tàu qua lối vào kia đi. Nhanh lên. Mình đi thôi. Không ngon chút nào hết. Đúng là mình thích bánh rán thiệt, nhưng cũng không tài nào ăn nổi đống bánh rán dở ẹt này. Nhưng mà lần này gặp rắc rối rồi, mấy người ở chỗ này có vẻ như là không muốn thả mình ra. Ba tô, ba tô, Doraemon. Ê, Nobita hả? Cậu tới đây để cứu mình ra đúng không? Doraemon, cậu bị bọn họ bắt gì đây? Sao giờ lại thảnh thơi quá vậy? Mình cũng thấy lạ đây nè. Mình đang có cảm giác như mấy người ở đây đang lầm tưởng mình là vị thần tối cao của họ thì phải. Không tin cậu nhìn trần kìa. Ha, đúng thiệt ha, là ông thần của họ hả? Thì đó. Mà công nhận nhìn giống Doraemon thiệt. Thì bởi vậy họ mới đưa mình đến đây rồi canh chừng mình suốt luôn. Lại bà tột, lại bà tột. Họ đang nghĩ cậu dám đụng vào vị thần của họ, cho nên họ đang nổi giận đó Nobita. Doraemon, mình không còn thời gian để nói nhiều nữa đâu, mau chạy đi thôi. Chạy mau khởi động tên lửa sẵn trước đi, nhanh lên. Mình biết rồi. Mấy cậu thấy mình có giỏi không? Neo, cậu hãy mau làm gì đó nhanh lên. Cậu có nói vậy đi nữa thì mình cũng... Nếu mà tên lửa nhỏ hơn bây giờ thì đã trốn qua được mắt lưới này rồi. Đúng rồi ha. Bây giờ chỉ cần biết tên lửa này nhỏ lại là qua được. Bèn bên thu nhỏ. Đốt nóng động cơ. Đốt nóng động cơ. Mặc dù đã thoát khỏi cái lưới đó được rồi, nhưng bây giờ đến động cơ không hoạt động được. Bây giờ mình tính sao, Doraemon? Có lẽ động cơ đã bị vô nước mất tiêu rồi nên không thể hoạt động. Bởi vì tên lửa này vốn dĩ đâu thể sử dụng dưới nước. Mình sẽ thiết lập lại để cho khi ra khỏi môi trường nước thì tên lửa có thể bắt đầu tự động khởi động. Nhưng mà không có động cơ thì làm sao thoát khỏi môi trường nước được? Cái này thì tiền tình mình cũng chưa biết tính sao. Bye.
Các cậu ơi, không sao chứ? Vậy là mình được cứu rồi. Tên lửa làm sao rồi? Đây là đâu vậy? Sao bầu trời lại hình vuông như vậy nè? Trời ơi, có khi nào đây là hành tinh của người khổng lồ? Có mặt giống Nobita không vậy?